Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới chưa được khám phá. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm thần tiên, đó chính là Lệ Giang Cổ Trấn. Phố cổ Lệ Giang với tuổi đời khoảng 800 năm là một trong số những điểm đến hấp dẫn bậc nhất của Trung Quốc. Điều gì khiến phố cổ Lệ Giang thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm? Điều gì khiến nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới? Cùng chúng mình khám phá Lệ Giang Cổ Trấn nhé! Chúng tôi hy vọng rằng video sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin mới lạ và trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên toàn cầu. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để chúng mình có thêm động lực ra tiếp các video hấp dẫn hơn. Nếu đam mê là con đường dẫn đến thành công, thì sự kiên trì chính là chiếc xe đưa bạn đến đó. Barack Obama đã từng nói, tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới này rất khó. Nếu dễ thì bất cứ ai cũng đã làm rồi. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và nó đi cùng với nhiều thất bại dọc đường. Liệu bạn có chọn mình bị theo đuổi không? Các bạn hãy xem đến hết video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị về Lệ Giang Cổ Trấn ở phần cuối của video này. Lệ Giang Cổ Trấn. Bên cạnh Phượng Hoàng Cổ Trấn thì có lẽ Lệ Giang Cổ Trấn là địa điểm thứ hai mà giới trẻ thích check-in nhất bởi sự cổ kính, nên thơ của cảnh núi non làng mạc. Lệ Giang ở vùng Tây Bắc xa xôi của tỉnh Vân Nam, sát với Tây Tạng, dưới chân núi Ngọc Long, cao hơn 6.000m quanh năm tiết phủ. Thành cổ này nằm ở độ cao 2.400m. Đã hơn 800 năm tuổi, năm 1977 được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thoạt đầu, nó được hình thành như là một tụ điểm dừng chân của những đoàn ngựa thồ trên con đường buôn bán trà, rồi sau đó trở thành một làng buôn bán sầm uất. Vài trăm năm trước, nơi đây là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của vùng này, đồng thời là trung tâm thương mại giữa Vân Nam và Tây Tạng, giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Được xây dựng vào cuối thời nhà Tống, đầu nhà Nguyên, nơi đây chính là một minh chứng lịch sử quan trọng cho sự phát triển văn hóa, giáo dục, thương mại giữa khu vực Vân Nam với Tây Tạng, Ấn Độ và các nước châu Á khác. Lệ Giang có dân số khoảng 30.000 người, chủ yếu là người Nạp Tây, 30% dân số làm nghề thủ công như đúc đồng, chạm bạc, dệt may. Lệ Giang có nghĩa là dòng sông đẹp, tên ấy xuất phát từ vị trí của nó nằm giữa dải sông đẹp. Thành cổ này nằm trên độ cao 2.400m trên cao nguyên Vân Quý, nằm gọn trong khu vực rộng 3.8 km², được đặt tên là Đại Nghiêng Thành, nghĩa là thành phố nghiêng mực. Nó giống như một cái nghiêng mực khổng lồ, từ trung tâm các mương tỏa dòng ra các ngóc ngách quanh co của thành cổ. Mương ở giữa, quán xá một bên, nối với đường bằng các cây cầu gỗ, cho nên khi đi du lịch trấn cổ, nếu bị lạc thì các bạn cứ ngược dòng nước trong mương là về quảng trường trung tâm ở nơi cao nhất. Người ta bảo cuộc sống ở phố cổ Lệ Giang phụ thuộc vào các dòng nước, và đó chính là một sự khác biệt dịu dàng so với các thành phố khác ở Trung Quốc. Văn hóa truyền thống Đông Ba được xem là tâm hồn của phố cổ Lệ Giang, là một phần không tách rời của dân tộc Na Xi, kết hợp hài hòa và tổng hợp giữa văn chương, hội họa, nhạc, múa và lễ nghi tôn giáo. Mỗi ngày đi dọc men theo con suối nhỏ trong cổ trấn, được nghe tiếng nhạc acoustic du dương từ các quán cà phê nhỏ xinh, nơi có anh soái ca cầm guitar vừa đàn vừa hát những bài nhạc Hoa nổi tiếng vốn quen thuộc mà có lẽ bạn thường được nghe ở Việt Nam, bất chợt được nghe lại ở nơi này sẽ có cảm giác cực kỳ thú vị. Phố xá trong cổ trấn gắn liền với sông núi, hoa cỏ miên man nâng bước chân du khách. Ở đây dường như mọi thứ cứ hòa quyện vào nhau, không có một chút sắp đặt, tự như bản thân chúng xuất hiện đã là như vậy. Có một chi tiết rất thú vị ở Lệ Giang gắn liền với văn hóa bản địa nơi đây là trên mỗi mái nhà đều có một chú mèo xứ. Nó là văn hóa của người Hoa với ý nghĩa đem tiền về nhà, xua tà, lấy may. Chính vì vậy, mèo xứ trở thành động vật rất được yêu thích tại nơi đây, linh vật của người dân xứ Đại Nghiêng. Lệ Giang đẹp nhất là vào mùa thu khi lá đổi sang màu vàng và nước trong hồ có màu xanh, tuyết thì trắng quanh năm trên đỉnh Ngọc Long. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể đến nơi đây dịp nghỉ Tết âm lịch. Đây cũng là thời điểm cảnh sắc rất đẹp khi đất trời cây cỏ chuyển mùa, đẹp nhất khi ngắm hoa đào, hoa cúc và không khí mùa xuân tràn ngập khắp nơi. Với những nét độc đáo của kiến trúc cổ xưa, kết hợp với việc bảo tồn được những nét văn hóa rực rỡ của dân tộc thiểu số, Lệ Giang Cổ Trấn được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới vào ngày 3 tháng 12 năm 1997. Đặc biệt, nó còn được du khách khắp nơi trên thế giới gọi là Venice Vương Đông hay Tô Châu ở vùng cao. Còn chờ gì nữa? Hãy cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình này và khám phá những bất ngờ đang chờ đợi tiếp theo. Đặc điểm kiến trúc của Lệ Giang Cổ Trấn. Thành cổ Lệ Giang là hiện thân của những thành tựu kiến trúc đô thị Trung Quốc cổ đại và là một trong những nơi gìn giữ những kiểu mẫu đặc trưng của loại hình nhà ở dân gian Trung Quốc, sở hữu những đặc điểm và phong cách riêng biệt. Thành cổ Lệ Giang bao gồm 3 thành phần: Lệ Giang Cổ Trấn, bao gồm cả Hắc Long Đàm, khu phố cổ Bạch Sa,
và Trúc Hà Cổ Trấn. Trong đó, danh lam thắng cảnh Lệ Giang Cổ Trấn là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Trung Quốc, hấp dẫn hàng triệu du khách trên toàn thế giới ghé thăm hàng năm. Lệ Giang Cổ Trấn còn đặc biệt hơn khi là phố cổ duy nhất được xây dựng mà không có tường thành và sở hữu một hệ thống kênh phức tạp, độc đáo, vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay. Đó chính là sự kết hợp giữa phong cách tự do, linh hoạt với nét truyền thống cổ kính mà chỉ có ở cổ trấn Lệ Giang mới còn bảo tồn và phát huy. Lý giải về việc không có tường thành, theo nhiều người dân nơi đây kể lại, vùng đất Lệ Giang ngày xưa có một vị thủ lĩnh dũng mãnh khi xây thị trấn do không muốn bị vây hãm, chối buộc bởi những thành lũy làm mất đi sinh vượng, nên ông đã không xây nó. Nhưng nào ngờ, đó lại trở thành một điểm độc đáo trong kiến trúc cổ trấn Lệ Giang sau này. Từ cách bố trí tổng thể của thành phố đến kỹ thuật và kiến trúc, Lệ Giang cổ trấn là một nơi hội tụ tinh hoa của người Hán, Bạch, Lô Lô, Tây Tạng, Nạp Tây và các nhóm dân tộc thiểu số trong khu vực. Kiến trúc của thành phố cổ Lệ Giang không hề bị ảnh hưởng bởi những mô típ đặc thù của các thành phố ở các trung tâm khác. Ngược lại, sở hữu một nét đặc trưng riêng biệt vô cùng độc đáo, biến nơi đây thành điểm du lịch tham quan nổi tiếng độc nhất vô nhị. Kiến trúc cổ, mái ngói âm dương, cột gỗ đặc trưng kiểu Trung Hoa, nhưng trở nên nổi tiếng nhờ sự độc đáo, nhiều con đường đá cặp sát những con mương quanh co giữa phố cổ và cả leo lên đồi. Lệ Giang nổi tiếng về hệ thống đường thủy và cầu cống, nên còn gọi là Venice của phương Đông. Lệ Giang có 354 chiếc cầu, bình quân cứ 1 km vuông có 93 chiếc cầu. Những cây cầu nổi tiếng là cầu Tỏa Thúy, cầu Đại Thạch, cầu Nam Môn, cầu Mã Yên, cầu Nhân Thọ, đều được xây dựng vào thời nhà Minh và nhà Thanh, từ thế kỷ 14 đến thế kỷ thứ 19. Trong đó, cầu Đại Thạch cách phố Tứ Phương 100m là đặc sắc nhất. Kiến trúc Lệ Giang là sự thống nhất cơ hữu giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự khéo léo của bàn tay con người, giữa nghệ thuật và nền văn minh thời cổ xưa. Nghệ thuật chứa đựng trong kiến trúc của Lệ Giang xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống của người Đạp Tây, là sản phẩm của sự hội nhập văn hóa và công nghệ dân tộc địa phương, đồng thời là một phần quan trọng trong di sản kiến trúc quý giá của dân tộc Trung Hoa. Các bạn hãy tiếp tục lắng nghe và khám phá những khoảnh khắc đáng nhớ mà câu chuyện này mang lại. Các địa danh nhất định phải ghé thăm khi đến Lệ Giang. Thứ nhất là Mộc Phủ Thiên Vương. Một địa danh nhất định phải ghé thăm khi đến Lệ Giang đó là Mộc Phủ, công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu được ví như Tự Cấm Thành ở phương Nam. Nơi đây đã có lịch sử gần 500 năm tuổi, trước kia là vương phủ của Mộc gia, thủ lĩnh thị tộc lớn nhất của Lệ Giang. Mộc Phủ có tổng chiều dài gần 400m, với cấu trúc nội công ngoại quốc cực kỳ chặt chẽ, gồm 162 gian nhà nhỏ, phân thành 5 khu, tiền điện, chính điện, hậu điện, nhà hội đồng, nhà thờ tổ và hai dãy nhà hành lang bao xung quanh. Mỗi một gian điện đều nguy nga rộng lớn, xây theo lối chồng diêm, 2 tầng, 8 mái, riêng chính điện 12 mái. Các mái đều như đầu đao uốn cong, không cách điệu, chạm chỗ màu sắc theo phong cách cao nguyên bắt mắt. Thứ hai là Vạn Cổ Lâu. Vạn Cổ Lâu nằm trên đỉnh đồi công viên đồi Sư Tử, cũng là nơi cao nhất ở Lệ Giang. Lên đến Vạn Cổ Lâu, bạn có thể thu toàn cảnh Lệ Giang cổ trấn và Ngọc Long Tuyết Sơn trong tầm mắt. Thiết kế của Vạn Cổ Lâu cũng rất đặc sắc với 5 tầng cao 33m, được xây dựng trên 16 chiếc cột. Xung quanh có 4 cặp sư tử ở 4 mặt lầu, cùng các bức tường được chạm khắc 10.000 con rồng và trang trí với 2.300 họa tiết khác nhau. Thứ ba là Ngọc Long Tuyết Sơn. Ngọc Long Tuyết Sơn là danh thắng nổi bật không chỉ của Lệ Giang mà còn của cả tỉnh Vân Nam, nằm khoảng 30km về phía bắc của cổ trấn. Nơi đây quanh năm tiết phủ trắng xóa, đứng từ xa hàng chục km đã thấy sự hùng vĩ đến khó tin. Núi Ngọc Long có tất cả 12 đỉnh núi cao trên 5.000m, đỉnh cao nhất cao 5.596m, có tên gọi là Phiến Tử Đẩu. Tại đây, các bạn sẽ có trải nghiệm ấn tượng và khó quên khi thử các bộ môn thể thao như leo núi, trượt tuyết, cắm trại, khám phá hoặc làm những nghiên cứu. Thứ tư là Khe Hổ Nhảy. Đây là vực sâu nhất thế giới, có chiều dài 15km, nằm kẹp giữa hai dãy núi tuyệt đẹp là Ngọc Long Tuyết Sơn và Ha Ba Tuyết Sơn. Theo lời kể truyền miệng từ người dân địa phương, trước kia nơi đây có một con hổ cực kỳ to lớn, từng nhảy vượt qua con hẻm sâu này, nên gọi là Khe Hổ Nhảy. Để phục vụ khách du lịch, người ta đã thiết kế tại đây một đài quan sát cực lớn. Đứng từ đây có thể quan sát được dòng chảy cuồn cuộn, gầm gừ suốt đêm, ngày của sông Trường Giang. Thêm vào đó, hai bên là vách đá kính, nên âm thanh cực kỳ sống động, tạo cảm giác vô cùng thích thú. Ăn gì ở Lệ Giang cổ trấn? Thuộc vùng đất Vân Nam nên ẩm thực của Lệ Giang cũng cực kỳ nổi tiếng. Ẩm thực nơi đây là sự pha trộn và ảnh hưởng của những vùng đất kề cận chứ danh. Các món ăn có gia vị đặc trưng là cay và khá đậm mùi. Món thứ nhất là thịt bò dắt. Do có địa hình đồi núi, khí hậu khá lạnh nên Lệ Giang có điều kiện khá phù hợp
để nuôi các loại gia súc, gia cầm. Bò dắt ở đây có thịt mềm, thơm vì chủ yếu ăn cỏ trên các vùng thảo nguyên nên thịt luôn sạch và tươi ngon. Nồi lẩu bò dắt được đưa lên bàn to như một cái chậu lẩu với đủ các sắc màu, nhiều nhất là thịt và nấm các loại. Nồi to bốc khói nghi ngút, nước ngọt thơm cay vừa đủ vị. Bò được cắt dày thành từng miếng vuông vứt như bao diêm nhưng ăn vẫn rất mềm. Có dịp đi đến Lệ Giang, các bạn đừng quên thưởng thức món ăn đặc sản cực kỳ bổ dưỡng này. Thứ hai là món bún qua cầu. Đây là một món ăn đậm nét văn hóa của tỉnh Vân Nam và cũng là đặc sản nổi tiếng của Lệ Giang. Bún qua cầu được làm bởi nguyên liệu chính như thịt gà, thịt lợn, mực, đậu phụ, nấm, hành, hẹ, bún, trứng, chim cút, hành tây, rau cải, đu đủ, cà rốt cùng các gia vị như nước tương, muối, gừng tỏi. Các nguyên liệu khá đơn giản nhưng bún qua cầu phải được thưởng thức đúng quy trình thì mới cảm nhận hết hương vị. Trước tiên phải thả trứng vào bát nước dùng, chờ đợi một vài phút rồi lần lượt cho thịt, rau, nấm vào. Bún là nguyên liệu sau cùng được cho vào bát. Trong khi ăn, du khách sẽ được xem kịch hoặc nghe kể về câu chuyện đã hình thành nên món ăn này. Thứ ba là lẩu sườn phơi khô. Ở Lệ Giang, bò và cừu được nuôi rất nhiều. Vì không thể sử dụng hết nên người dân đem đi phơi khô. Khi đến mùa lại mang ra nấu lẩu. Từng miếng sườn khô ướp muối sau khi hút căng nước được ninh nhừ với nước lẩu, nêm nếm gia vị đầy đủ tạo nên hương vị rất hấp dẫn. Đặc biệt, người dân Nạp Tây còn khéo léo đem nấu sườn phơi khô với thủy tinh tương hoa, là một loại rau chỉ mọc ở hồ Lô Cô. Vì thế, khi các bạn ăn lẩu sườn phơi khô ở Lệ Giang sẽ không thể nào lẫn vị với bất kỳ nơi nào khác. Đối với nhiều người dân Trung Quốc, không phải Phượng Hoàng cổ trấn mà Lệ Giang mới chính là địa danh sở hữu khu cổ trấn đẹp nhất đất nước. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, không khí cổ kính vẫn đặc quánh nơi đây, toát ra từ từng ngôi nhà, con phố cho đến lối sống và sinh hoạt của người dân. Lệ Giang cổ trấn xứng đáng là điểm du lịch tiếp theo trên hành trình khám phá thế giới của các bạn. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại!